Mến chào quý vị, Phương Trí rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Siem Ba, hay còn có tên quốc tế là Cha Ba, cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Tâm bão số 3 năm nay, Siem Ba đã đổ bộ vào Điện Bai, Quảng Đông vào khoảng 3 giờ chiều thứ Bảy, trở thành cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay. Theo tài khoản chính thức WeChat của China Weather Network, hiện đang trong thời kỳ mạnh của gió mùa Tây Nam. Sau khi Siem Ba đổ bộ, hệ thống hoàn lưu của nó sẽ được cung cấp một lượng lớn hơi nước từ gió mùa, và nó có thể mang lại lượng mưa lớn đến Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây trong thời gian tới. Các thảm họa thứ cấp như lở đất và dòng chảy đá vụn cần được đề phòng. Khi Siem Ba đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm là 35 m/s cấp 12, áp suất tối thiểu ở trung tâm là 965 HPA và cường độ là cấp bão. Dự báo sau khi đổ bộ, Siem Ba sẽ quay dần lên phía bắc và di chuyển theo hướng bắc, cường độ mạnh dần, sẽ yếu dần và tan dần tại Quảng Tây vào khoảng ngày kia. Theo Min Yuku, nhà phân tích khí tượng tại China Weather Network, do vận chuyển hơi nước của gió mùa nên khả năng mang mưa của Siem Ba nổi bật hơn so với gió. Vùng đất, tức là Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và những nơi khác sẽ nhận được lượng mưa dữ dội nhất. Trong đó, mưa bão ở Hải Nam và Quảng Đông bắt đầu từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, hai nơi trên bước vào thời kỳ mưa bão mạnh nhất. Theo dõi cho thấy, từ 8 giờ sáng qua đến 8 giờ sáng nay, lượng mưa ở Tam Á, Hải Nam đã đạt 300 mm, phá vỡ kỷ lục lượng mưa một ngày của địa phương trong tháng 7. Ngoài ra, lượng mưa một ngày ở Luzon và Quảng Đông đạt 209,4 mm, 136 mm, phá vỡ giá trị cực đoan cục bộ của lượng mưa một ngày vào đầu tháng 7. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão, eo biển Quảng Đông đã bị đình chỉ trên diện rộng và tuyến đường đảo Bắc Hải cũng sẽ bị đình chỉ từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 7. Về đường sắt, một số chuyến tàu tại ga Giang Tây ở Quảng Đông đã bị đình chỉ và đường sắt cao tốc vòng quanh Hải Nam và các chuyến tàu ngoại ô Hải Khẩu cũng đã bị đình chỉ, toàn bộ tuyến không hoạt động. Để đối phó với cơn bão này, Tổng cục Khí tượng Trung Quốc đã triển khai ứng phó khẩn cấp 3 cấp với bão đối với các thảm họa khí tượng lớn. Tổng cục Quốc phòng đã triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp với kiểm soát lũ lụt và phòng chống bão, và Cục Khí tượng Quảng Đông, Quảng Tây và các tỉnh, huyện Hải Nam đều triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 2 với bão. Trong thời gian tới, bão Siem Ba sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Trung Quốc, phía Nam Trung Quốc và các nơi khác cần cảnh giác với lượng mưa lớn liên tục và cực đoan. Đánh giá về thời gian mưa lớn, Hải Nam chủ yếu từ hôm qua đến hôm nay, Quảng Đông từ hôm nay đến ngày mai và Quảng Tây từ đêm nay đến ngày 6. Nhận định lượng mưa tích lũy, từ hôm nay đến ngày 4 đã có mưa lớn liên tiếp ở đảo Hải Nam, vùng ven biển và phía Tây Quảng Đông, miền Trung và miền Đông Quảng Tây. Có nơi mưa to cục bộ, thời tiết đối lưu mạnh như dông và gió giật mạnh. Lượng mưa hàng ngày cục bộ hoặc lượng mưa tích lũy sẽ tiệm cận hoặc vượt giá trị cực đoan lịch sử trong vùng thời kỳ. Trong 6 ngày tới, ở Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam và các nơi khác có mưa to đến rất to và dông cục bộ. Từ hôm nay đến 3 ngày tiếp theo, nguy cơ thiên tai, địa chất, khí tượng xảy ra cục bộ ở Nam và Tây Quảng Tây, Trung đảo Hải Nam, Đông và Nam Quảng Tây và các nơi khác, khí tượng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai lũ quét cục bộ và lũ sông vừa và nhỏ. Ở những nơi như trung tâm đảo Hải Nam và Nam Quảng Tây, nguy cơ cao xảy ra thiên tai lũ lụt ở miền Trung và Tây Quảng Đông, Bắc đảo Hải Nam, miền Trung và Đông Quảng Tây. Với sự xuất hiện của cơn bão Siem Ba kèm theo gió và mưa, mùa bão của Trung Quốc đã chính thức bắt đầu. Mạng lưới thời tiết Trung Quốc nhắc nhở rằng cơn bão Siem Ba hiện đang bước vào mùa bão hoạt động và cơn bão Siem Ba đã mang đến gió và mưa mạnh cho các khu vực ven biển của Nam Trung Quốc. Một số khu vực trồng lấn với các khu vực có lượng mưa nhiều hơn đáng kể trong thời gian nước thuyền rồng ở miền Nam Trung Quốc năm nay. Nguy cơ thiên tai cao và cần phải có biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ. Lốc xoáy trên núi, thảm họa địa chất, lũ lụt các sông vừa và nhỏ, ngập úng thành thị và nông thôn và các thảm họa khác có thể do mưa gây ra, người dân ven biển cần chú ý theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo sớm trong thời gian tới, chú ý đề phòng ảnh hưởng của mưa gió. Theo dữ liệu lớn của China Weather Network, những cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc chủ yếu từ tháng 6 đến tháng 7. Tỷ lệ bão đổ bộ vào Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm lên tới 83%. Trong số đó, tỷ lệ bão đổ bộ cao nhất vào cuối tháng 7 là 14 cơn, chiếm 19%. Từ góc nhìn của địa điểm bão đổ bộ ban đầu, từ Ninh Hải, Chiết Giang đến Tam Môn ở phía Bắc và Tam Á, Hải Nam ở phía Nam, tất cả đều có thể bắt được hình ảnh của cơn bão ban đầu.
Tuy nhiên, thống kê cho thấy các điểm đổ bộ ban đầu của bão là Quảng Đông, Đài Loan và Hải Nam, trong đó Quảng Đông là phổ biến. Phúc Kiến đưa ra cảnh báo mưa bão. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều nơi ở Phúc Kiến đã đưa ra cảnh báo màu vàng. Hôm qua đã có những trận mưa to đến mưa rất to ở phía Đông Ninh Đức và một số trận mưa cực lớn. Theo thống kê, lượng mưa tích lũy từ 6 giờ hôm nay đến 6 giờ ngày mai, tổng cộng 45 thị trấn tại 19 quận, thành phố, huyện vượt quá 50mm, trong đó 6 thị trấn vượt quá 100mm, trong đó 1 thị trấn là 257mm là lớn nhất. Lượng mưa tối đa hàng giờ là 86,6mm. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đưa ra cảnh báo mưa bão lúc 12 giờ ngày hôm nay. Từ ngày đến đêm có mưa to đến rất to, một số nơi thuộc Trương Châu, Phúc Châu, Ninh Đức và có nơi mưa to đến rất to. Sẽ có mưa to ở 3 thành phố Tuyền Châu, Hạ Môn và Phủ Điền 24 giờ tới. Lượng mưa phổ biến 50-80mm, có địa phương vượt quá 120mm. Đài quan sát khí tượng Phúc Châu đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng tại khu vực đô thị chính vào lúc 13:35 ngày hôm qua. Trong một giờ qua, lượng mưa ở phố Châu An, quận Duy An đạt 43,1mm. Ước tính rằng trong 5 giờ tới, khu vực phía nam của huyện Cẩm An và khu công nghệ cao vẫn có lượng mưa lớn từ 10 đến 30mm ở các thị trấn và làng mạc, với lượng mưa lớn cục bộ trên 30mm. Hãy chú ý đề phòng các thảm họa thứ cấp như ngập úng ở thành thị và nông thôn có thể do lượng mưa lớn gây ra. Cho đến nay, đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng và màu xanh lam. Theo dự báo của Cục Khí tượng, ở Nam Phúc Kiến có mưa to đến rất to, từ đêm nay đến ngày mai sẽ có mưa rào và dông ở tỉnh Phúc Kiến. Về nhiệt độ ban ngày cao nhất ở tỉnh Phúc Kiến gần đây đã giảm xuống với hầu hết các quận và thành phố ở mức 31 đến 34 độ C, đã oi bức hơn một chút so với những ngày trước đó. Nhắc nhở quần chúng thực hiện tốt công tác chống say nắng, hạ nhiệt khi đi đường, bổ sung nhiều nước. Hiện đang bước vào mùa bão hoạt động, cơn bão Siam Ba mang theo gió và mưa mạnh đến các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc. Thiên tai ở mức cao, cần đề phòng lũ quét do mưa lớn, tai biến địa chất, lũ sông vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và nông thôn và các thiên tai khác. Cư dân ven biển cần chú ý theo dõi dự báo và sớm thông tin cảnh báo trong thời gian tới, chú ý đề phòng ảnh hưởng xấu của mưa gió. Bão Siam Ba đang dần tiến đến bờ biển Kong Yu và cảnh báo chiều cường đã được nâng cấp thành màu đỏ. Bộ Tài nguyên cho rằng do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm nay, Siam Ba cấp bão nhiệt đới mạnh, sẽ có sóng lớn ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, sẽ xuất hiện vùng sóng gió và vịnh Bắc Bộ sẽ xuất hiện vùng sóng lớn. Theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp thảm họa biển, Đài quan sát Hải dương học quốc gia đã đưa ra cảnh báo màu đỏ chiều cường và cảnh báo sóng màu cam vào lúc 16 giờ ngày hôm qua. Tâm bão số 3 năm nay Siam Ba nằm trên vùng biển cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 250 km về phía đông nam vào lúc 15 giờ ngày hôm nay. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, Siam Ba sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h, cường độ mạnh dần lên. Về chiều cường, dưới ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm nay, Siam Ba từ chiều qua đến chiều nay sẽ có một lượng nước chiều cường từ 60 đến 140cm tính từ cửa sông Châu Giang đến bờ biển phía Tây Quảng Đông. Sẽ có chiều cường từ 100 đến 250cm dọc theo bờ biển phía đông của bán đảo Lôi Châu và nước dâng do bão từ 30 đến 80cm dọc theo bờ biển phía đông bắc của đảo Hải Nam. Cấp cảnh báo chiều cường của thành phố Mạ Minh, tỉnh Quảng Đông là màu đỏ. Cấp cảnh báo chiều cường của thành phố Dương Giang và thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông là màu cam. Cấp cảnh báo chiều cường của thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông là màu vàng. Thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, thành phố Thâm Quyến, thành phố Quảng Châu và mức cảnh báo chiều cường cho Chu Sơn là màu xanh lam. Về sóng biển, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm nay Siam Ba, từ đêm qua đến hôm nay sẽ có sóng rất lớn từ 4 đến 6,5 mét xuất hiện trên khu vực phía Bắc Biển Đông. Đến vùng sóng nhiễu, trong vịnh sẽ có một vùng sóng lớn từ 2,5 đến 3,8 mét, cấp cảnh báo sóng ở vùng biển xa bờ có màu vàng. Có sóng lớn đến sóng khổng lồ từ 3 đến 5 mét ở vùng biển ven biển Quảng Đông và mức cảnh báo sóng ở vùng ven bờ sẽ là màu cam. Vùng biển ven biển phía Đông Hải Nam sẽ có sóng lớn từ 3 đến 4 mét đến sóng lớn, cấp cảnh báo sóng ở vùng biển ven bờ sẽ có màu vàng. Ở vùng biển Quảng Tây có sóng trung bình lớn từ 2 đến 3 mét, cấp cảnh báo sóng ở vùng biển ven bờ có màu xanh lam.
Đài dự báo đại dương quốc gia nhắc nhở các chính quyền ven biển và các sở ngành liên quan cần làm tốt công tác ứng phó khẩn cấp chiều cường theo nhiệm vụ của mình, kịp thời di rời dân cư vùng trũng thấp, vùng nguy hiểm ven biển đến vùng an toàn, cần tổ chức cho người lao động nhập cư và khách du lịch di tản khỏi khu vực nguy hiểm, đóng cửa các khu ven biển, cấm tắm biển và các phương tiện giải trí trong khu vực nguy hiểm, các bè cá, thuyền đánh cá và các ngư dân khai thác biển khác lên bờ kịp thời để tránh nguy hiểm. Liệu vũ điệu của hai cơn bão có ảnh hưởng đến Phúc Châu? Chuyển đổi ngẫu nhiên nắng và mưa trong 10 ngày tới. Bão số 4 năm nay, Avery, được phát sinh vào ngày 1 tháng 7 và tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc. Ngoài cơn bão số 3, Siam 3 được tạo ra trước đó, hai cơn bão đã tránh Phúc Kiến ở bên trái và bên phải. Đài quan sát khí tượng thành phố cho biết cả hai cơn bão đều không ảnh hưởng trực tiếp đến Phúc Châu mà chúng nằm kẹp giữa hai cơn bão và thời tiết cũng không ổn định. Dự báo sẽ có nhiều mưa rào hoặc dông ở Phúc Châu trong 10 ngày tới, chú ý phòng chống say nắng. Theo dõi cho thấy cơn bão số 3 năm nay Siam 3 đã mạnh lên từ cấp bão nhiệt đới lên cấp bão nhiệt đới mạnh. Tâm bão số 1 cách thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông khoảng 250 km về phía đông nam. Dự kiến Siam 3 nó đổ bộ dọc theo bờ biển từ phía đông đảo Hải Nam đến phía tây Quảng Đông và không ảnh hưởng trực tiếp đến Phúc Châu do khoảng cách quá xa. Vào lúc 11 giờ ngày hôm qua, bão số 4, năm nay là Avery, đã hình thành trên đại dương nằm cách Naha, Okinawa, Nhật Bản khoảng 700 km về phía đông. Avery sẽ di chuyển theo hướng Bắc-Tây Bắc trong tương lai và dần dần đi lên phía Bắc và sẽ không có ảnh hưởng trực tiếp đến Fuju. Trong 10 ngày tới, Phúc Châu gần như sẽ chuyển giữa nắng và mưa rải rác. Không có nhiều ngày nhiệt độ cao trên 35 độ C, nhưng nhiệt độ cao trong ngày cũng sẽ trên 30 độ C. Cơ thể con người sẽ cảm thấy oi bức và có thể có mưa rào hoặc dông vào buổi chiều. Hãy cẩn thận với thời tiết đối lưu mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.